Đến nay, thành phố Buôn Ma Thuột đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thành phố phấn đấu đến hết năm 2024 sẽ có 8 xã đạt nông thôn mới nâng cao, một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm Hòa Thuận, E Cao, E Tu, Chưa E Pua và Hòa Thắng. Các xã này không có nợ động, xây dựng cơ bản thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, có tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, đáp ứng yêu cầu theo quy định và xã không thuộc địa bàn xã phức tạp về tội phạm, xâm phạm trật tự xã hội theo quy định của Bộ Công an. Thành phố Buôn Ma Thuột đang tiếp tục chỉ đạo cho các xã phấn đấu giữ vững kết quả đã đạt được, đồng thời phấn đấu đến năm 2025 có hai xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Trong giai đoạn tiếp theo sẽ phấn đấu 8 trên 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.